Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng chung tay cùng ngành điện thi công đường dây 500 kV mạch 3, đến nay 100% huyện đoàn nơi có đường dây đi qua đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ dự án. Ngay sau khi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động thi đua 30 ngày đêm hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thành lập 75 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ tiếp sức thi công tại 86 điểm cột thuộc 37 xã, thị trấn. Với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, sẵn sàng hỗ trợ nhân lực, vật lực mọi lúc mọi nơi, chỉ sau gần một tháng ra quân, đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã giúp người dân tháo dỡ, di rời 104 căn nhà, phát quang, chặt gần 11.000 cây keo thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, giải phóng 8 hecta hành lang lưới điện. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên, đoạn đi qua tỉnh Thanh Hóa dài 131 km, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 268 hộ, trong đó có 81 hộ phải bố trí tái định cư. Với sự chung tay góp sức của lực lượng thanh niên, Thanh Hóa đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án sớm nhất từ ngày 29 tháng 5.